Nếu các ghi chép lịch sử là chính xác, thì triều đại Thiên Hoàng Nhật Bản là chế độ quân chủ thế tập lâu đời nhất trong lịch sử loài người, kéo dài liên tục 2.683 năm, kể từ năm 660 trước Công nguyên cho đến tận ngày nay. Ở vị trí thứ hai là nhà Chu của Trung Quốc, kéo dài khoảng 800 năm. Xét trên bình diện văn minh nhân loại, những con số kể trên đã rất gần với tham vọng của bao vị đế vương. Ấy là cơ nghiệp muôn đời, ngàn năm không đổ. Tuy nhiên, nếu đem đặt cạnh 135 triệu năm thống trị bề mặt tinh cầu, chỉ bằng thứ sức mạnh man dại trời sinh của loài khủng long, những con quái thú khổng lồ đến từ kỷ nguyên xa xưa hơn mọi đế chế già cỗi nhất từng được biết đến, chỉ xứng đáng là một giọt nước trong biển cả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Máy Thời Gian. Mình là Lẻn, nối tiếp cuộc hành trình khám phá kỷ Jura, nơi bình minh của loài khủng long chiếu rọi trên toàn cõi lục địa. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với kỷ Krita, hay còn gọi là kỷ phấn trắng, nơi bầy khủng long đạt đến tột đỉnh uy quyền và cũng là nơi những vị vua cổ đại này bị số mệnh ruồng bỏ. Pankia biến mất, kỷ Krita hay kỷ phấn trắng, kéo dài từ 145 triệu năm trước cho đến cách đây 66 triệu năm. Cái tên kỷ phấn trắng là do nhà địa chất học người Bỉ Jean de Omalius de Halloy đưa ra vào năm 1822 dựa trên phát hiện về lớp đá phấn trải rộng ở lòng chảo Paris, hình thành bởi canxi carbonat trầm lắng, có nguồn gốc từ vỏ hoặc mai của các loài sinh vật không xương sống. Điều này cũng gián tiếp thể hiện một phần đặc điểm tự nhiên của thời kỳ này, đó là nhiệt độ biển ấm và mực nước cao, lấn sâu vào khu vực ngày nay là nội địa. Ước tính lúc cao điểm nhất, 1/3 diện tích đất liền đã bị nhấn chìm. Trong kỷ phấn trắng, toàn bộ lục địa Bengia trước đây về cơ bản đã hoàn thành quá trình phân chia kiến tạo thành các lục địa với hình dạng gần giống như ngày nay, mặc dù vị trí thì có nhiều khác biệt so với hiện tại. Tại siêu lục địa phương Nam Gondwana chỉ bắt đầu phân tách chậm chạp trong kỷ Jura, phải đến kỷ phấn trắng thì quá trình này mới được đẩy mạnh. Đến cuối kỷ này, Nam Mỹ, Nam Cực và Úc đã hoàn tất tách ra khỏi châu Phi. Nhờ vậy, Nam Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương đã được hình thành. Hoạt động dịch chuyển mảng kiến tạo như vậy đã nâng thêm độ cao các dãy núi dưới đáy biển, dọc theo các vết đứt gãy địa chất, góp phần nâng cao mực nước biển tĩnh trên toàn cầu. Vùng biển Tethys ở phía bắc châu Phi tiếp tục bị thu hẹp, ngược lên thăm người anh em phía bắc, Laurasia, cho đến tận 77 triệu năm trước. Bắc Mỹ vẫn còn bị chia đôi bởi đường biển nội địa phía Tây, là một vùng biển nội địa rộng lớn, ngăn cách Bắc Mỹ thành Laramidia ở phía Tây và Appalachia ở phía Đông, và chỉ rút đi vào cuối kỷ này. Sinh vật trên mặt đất, ngai vàng không thể lung lay. Nhìn chung, khủng long vẫn là loài thống trị trên mọi vùng đất nơi chúng đặt chân. Tuy nhiên, do quá trình phân rã của toàn lục địa Pangaea mà sự phân bố các loài khủng long trên mỗi lục địa đã trở nên đa dạng hơn bao giờ hết. Ở kỷ phấn trắng sớm, kéo dài khoảng từ 146 đến 100 triệu năm trước, ở châu Âu, Bắc Mỹ và Bắc Phi đã chứng kiến sự bùng nổ dân số của các loài giáp long Ankylosaur với xương tiến hóa thành vảy như vai rùa, khủng long mỏ vịt Iguanodon và họ khủng long cổ dài Brachiosaur. Chúng có thể đã bị săn thịt bởi các loài khủng long chân thú Theropod, khác với họ khủng long gai Spinosaur và khủng long răng cá mập Carcharodontosaur. Ở châu Á, các giống ăn thịt cỡ vừa như khủng long đuôi rỗng thuộc nhóm Mariraptora, như khủng long trộm trứng Oviraptorosauria, khủng long chạy nhanh Romeosaur với đại diện tiêu biểu là bậc thầy đánh hội đồng Velociraptor, điểu long răng khía Troodon với giao diện không khác gì loài chim, mày ăn cỏ chủ chốt của hệ sinh thái nơi đây là giáp long Ankylosauria và giác long Ceratopsia xuất hiện từ sớm, tiêu biểu là giác long Sitakosaur nổi bật với mỏ như vẹt với chiếc đầu mọc sừng. Ở Úc, anh em giáp long và khủng long mỏ vịt tiếp tục thể hiện khả năng sinh tồn với việc trở thành sinh vật chủ đạo. Đến giai đoạn kỷ phấn trắng muộn, từ khoảng 100 đến 66 triệu năm trước, khủng long được phân bố thành 3 cụm chính. Ở Bắc Mỹ và châu Á, các loài theropod chính là bạo long Tyrannosaur, bao gồm cả động vật ăn thịt to lớn nhất trên cạn từng tồn tại, bạo chúa T-Rex và những con Maniraptoran nhỏ hơn. Thức ăn của chúng là các loài Ornithischian ăn cỏ gồm áp long Hacrosaur, giáp long
Ceratops, giáp long Ankylosaur và khủng long đầu cứng Pachycephalosaur ở các lục địa phía Nam đã từng là một bộ phận của siêu lục địa Gondwana. Apelisaur và Titanosaur lần lượt là các loài ăn thịt và ăn cỏ phổ biến nhất. Còn tại châu Âu, các loài tương đối nhỏ con như Romeosaur, Rhabdodon, Norosaur chiếm số lượng đông đảo nhất. Sinh vật trên không, cuộc nổi dậy của bầy chim. Về cơ bản, Thalanbay Pterosaur vẫn tiếp tục là lãnh chúa của bầu trời cho đến giữa kỷ phấn trắng. Tuy nhiên, về sau loài này đã dần bị suy giảm về số lượng cũng như mức độ đa dạng. Một số giả thuyết suy đoán rằng nguyên nhân dẫn đến sự suy bại này có thể là do sự cạnh tranh đến từ loài chim, dù ý kiến khác lại cho là không đủ căn cứ, do không gian sinh tồn của hai loài này không thật sự có nhiều va chạm. Nhưng dẫu sao đi nữa, kỷ phấn trắng vẫn cho thấy sự xuất hiện rõ ràng của một giống loài hoàn toàn mới, biết dùng lông vũ để bay. Từ cuối kỷ Jura, trong nhóm khủng long Maniraptora, một phân nhánh của loài khủng long đuôi rỗng Silurosauria, đặc trưng bởi cơ thể nhiều lông vũ và là họ hàng rất gần với bạo long Tyrannosauridae, có một bộ phận đã tiến hóa tới mức tự bay được, gọi chung là Avialae. Đại diện tiêu biểu nhất của loài này là khủng long gia cầm Archaeopteryx, hay còn được biết đến với cái tên gọi gần gũi hơn là chim nguyên thủy, thủy tổ của mọi loài chim hiện đại. Đến kỷ phấn trắng, các cánh chim Avialae đã trải qua quá trình thay đổi hình dạng đáng kể, tiêu biến dần đi những đặc điểm của khủng long như răng bén và móng vuốt ở cánh, phát triển thêm đặc điểm mới như đuôi ngày càng cứng lại và đạt đến đỉnh điểm với kết cấu kiểu Bagostai, tạm dịch là mũi của vua, với các đốt sống đuôi hợp lại thành một, kết hợp với cơ và lông để tạo thành bộ phận thường gọi là đuôi như ngày nay. Muốn biết cái Bagostai này nằm ở đâu thì không khó lắm, vì đấy là bộ phận thường bị bỏ đi lúc chặt gà, tên cúng cơm là phao câu. Xương chậu to ra nên có thể đẻ trứng to xấp xỉ kích thước cơ thể. Xương ức bự lên để đáp ứng nhu cầu khí động học khi bay. Chỉ trước, nay là cánh, cũng đã mất khả năng cầm nắm vì không còn cần thiết. Sinh vật dưới biển, thủy cung kinh hoàng. Kỷ phấn trắng tiếp tục chứng kiến quá trình sinh sôi nảy nở vô cùng sôi nổi của loài cá vây tia Actinotherizi, trong đó nổi bật là lớp cá xương thật Teleost, mà số lượng hậu duệ của chúng chiếm khoảng 96% các loài cá hiện đại và khoảng một nửa tổng số loài có xương sống ngày nay. Phổ biến không kém là những loài cá đuối và cá mập. Nhóm sinh vật gai Echinoderm như nhím biển hay sao biển cũng hết sức thịnh vượng. Tất nhiên, không thể thiếu phần náo nhiệt của các loài cúc đá, những sinh vật không xương sống có vỏ thời cổ đại. Loại trầm tích đá phấn được dùng làm tiền đề để đặt tên cho kỷ này có một phần lớn là được tạo ra bởi lớp vỏ của chúng, cho thấy phần nào sự lớn mạnh của giống loài này. Nếu việc sinh tồn trong lòng đại dương kỷ Jura đã đủ khó khăn với những con ngư long Ichthyosaur và xà đầu long Lesiosaur, thì đến kỷ phấn trắng, chúng ta sẽ phải đối mặt với cơn ác mộng thật sự mang tên thường long Mosasaurus, thành viên được phát hiện hóa thạch đầu tiên và cũng là nguy hiểm nhất của cả dòng họ Mosasauridae. Mosa trong Mosasaurus là tên tiếng Latin của con sông Mose chảy qua thành phố Maastricht của Hà Lan, nơi người ta phát hiện lần đầu tìm thấy hóa thạch của loài này trong một mỏ đá vôi vào năm 1764, tức là trước cả khi hóa thạch khủng long đầu tiên được tìm thấy vào năm 1822. Bãi săn của loài Mosasaur nằm ở mọi vùng biển nông trên khắp thế giới lúc bấy giờ. Tất cả các loài sinh vật dám bén mảng lượn lờ ở vùng nước nơi Mosasaur đặt hộ khẩu lên đều trở thành mồi ngon cho chúng. Ngay cả khủng long bạo chúa T-Rex hay thằn lằn bay Pterosaur cũng không phải là ngoại lệ. Có nhiều loài thương long khác nhau, con nhỏ nhất chỉ dưới 3 mét, nhưng con lớn nhất, tức Mosasaur, có thể dài đến tận 17 mét. Chúng thực sự là hung thần biển cả, cỗ máy săn mồi trời sinh, được vũ trang đầy đủ để phục vụ chức nghiệp làm suy giảm dân số những loài yếu hơn chúng. Bộ hàm dai khỏe, răng hình nón, đủ sức bám nát những con mồi cứng cựa nhất bằng lực đớp hơn 5 tấn. Thân thuôn dài làm giảm tối đa lực gạt nước. Xương chi ngắn kết hợp với mái chèo được hình thành bằng mang giữa xương ngón tay dài và xương ngón chân, cộng thêm chiếc đuôi to bản, cung cấp tốc độ đột kích kẻ thù chớp nhoáng, xóa nhòa đi nhược điểm to xác dễ bị phát hiện. Tuyệt chủng kỷ phấn trắng, cổ cận.
Một ngày như mọi ngày vào 66 triệu năm trước, khi bầy khủng long ngước nhìn lên bầu trời, chúng sẽ nhìn thấy một vệt sáng căng ngang qua không trung. Theo thời gian, vệt sáng ấy cứ to dần, và đó là một tiểu hành tinh đang hướng thẳng đến trái đất với tốc độ trung bình 72.000 km/h. Trong vòng vài chục giờ đồng hồ tiếp theo, cầu lửa ấy đâm sầm vào bề mặt hành tinh tại nơi ngày nay là bán đảo Yucatan thuộc Mexico, để lại một cái hố sâu 20 km và rộng 180 km. Năng lượng sản sinh từ vụ va chạm ước tính gấp khoảng 5 tỷ lần hai quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima và Nagasaki đã giải phóng những đợt xung kích càn quét khắp trái đất. Sự sống trong bán kính vài nghìn km tính từ tâm vụ nổ bị thổi bay. Nhưng đấy mới chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng. Vụ va chạm làm thức giấc những ngọn núi lửa đang say ngủ. Dung nham cho nóng ồ ạt tuôn ra từ những cái miệng đỏ lửa, kết hợp với nhiệt lượng do vụ nổ sinh ra, khiến nhiệt độ toàn cầu tăng vọt cả chục độ C chỉ trong chớp mắt. Đi sau cơn thiêu đốt đó chính là bão tố và sấm sét thiêu rụi những cánh rừng hàng triệu năm tuổi, tạo nên khung cảnh hỏa ngục của ngày khải huyền. Lực va chấn cũng đập vỡ luôn cả tầng sâu đáy biển. Thoạt tiên, nước biển rút ra xa thật xa, rồi mau chóng trở lại trong hình hài của một bức tường cao đến cả cây số. Một trận sóng thần đang đến nhiều tháng, nhiều năm sau đó. Nhiệt độ giảm dần đi, thậm chí là về mức nguội lạnh. Ánh sáng mặt trời không thể xuyên nổi qua đám mây bụi dày đặc. Những cơn mưa không chỉ có nước, mà còn kèm theo cả đất đá bị hất văng lên sau đòn địa chấn kinh hoàng ấy. Thảm thực vật xanh tốt với vô số loài cây cao lớn, nếu may mắn chưa bị thiêu rụi, thì cũng không thể quang hợp nổi mà dần héo tàn. Những con khủng long, thương long to xác may mắn sống sót lúc trước, nay dần chết lạnh hoặc chết đói. Cứ như vậy, những vị vua cổ đại đã bị số phận ruồng bỏ. Đây chính là kịch bản được hầu hết các nhà khoa học đồng ý về nguyên nhân gây ra cuộc tuyệt chủng kỳ phấn trắng. Cổ cận cũng là nguyên nhân dẫn đến sự tuyệt chủng của loài khủng long được đa số các học giả chấp nhận. Khủng long, rực long và thương long là những nạn nhân điển hình nhất. Biến động nhiệt độ mau chóng do thời gian ngắn đã tiêu diệt ngay một bộ phận những con thằn lằn to xác này, do chúng là loài sinh vật biến nhiệt điển hình, vốn bị ảnh hưởng rất lớn bởi nhiệt độ môi trường. Tiếp đó, những con còn sống phải đối diện với nạn thiếu thức ăn trầm trọng. Các loài ăn cỏ cỡ lớn mau chóng bị chết đói do sự tận diệt của thảm thực vật. Kéo theo đó là sự tiêu vong của các loài ăn thịt chuyên săn các loài ăn cỏ đó. Tính cả khủng long, khoảng 3/4 các loài động thực vật đã biến mất hoàn toàn sau vụ diệt chủng này. Những kẻ còn sống sót lúc này chủ yếu là những loài nhỏ con, dễ thích nghi hơn, có thể ăn mọi thứ còn sót lại để sinh tồn như côn trùng, chim, cá, cá sấu, áp xác trần đốt, thằn lằn cỡ nhỏ, rùa, rắn và một loài nhỏ bé dường như đã bị lãng quên trong suốt kỷ nguyên khủng long, những con thú có vú, tiến hóa từ Cynodon, từ tận kỷ Tam Điệp, lối sống chui lủi ở những nơi tầng cây thấp, thậm chí là lẩn trốn trong hang hốc, ăn dương xỉ, côn trùng để sống, vô tình đã giúp chúng sống sót qua cơn tai kiếp đã quật ngã những kẻ khổng lồ kia. Vòng quay định mệnh lại lần nữa bắt đầu xoay, chu kỳ mới lại đến. Tạo hóa sẽ gọi tên ai là kẻ thống trị tiếp theo? Thời gian sẽ giải đáp tất cả.